Sáu con giáp gặp vận may bất ngờ trong ngày 19 tháng 1 năm 2023 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Bước sang ngày 19 tháng 1 năm 2023 âm lịch, những con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời cực lớn. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì từ nay đến cuối năm các bạn sẽ có một cuộc sống đầy đủ, ấm no, dư giả về mặt tiền bạc. Và đó là những con giáp. Thứ nhất là tuổi Dần, thứ hai tuổi Mão, thứ ba tuổi Ngọ, thứ tư tuổi Thân, thứ năm tuổi Dậu và cuối cùng là tuổi Tuất. Trong ngày hôm nay, các bạn sẽ làm việc thật chăm chỉ bởi mọi sự nỗ lực của các bạn sẽ được cấp trên công nhận và đánh giá cao, từ đó mở ra con đường thăng tiến trong sự nghiệp cho những con giáp này. Ngoài ra, các bạn cũng đừng bỏ qua những người đồng nghiệp của mình, hãy cư xử với họ thật lịch thiệp và ôn hòa, bởi biết đâu sau này họ sẽ lại trở thành quý nhân của các bạn đấy. Tuổi Dần. Nhờ Tuất Dần bán tam hợp, tử vi hôm nay dự báo người tuổi Dần có thể đón tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ, làm quen với nhiều đối tượng ưng ý, nhân duyên đến khá bất ngờ, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận. Trong khi đó, các cặp đôi cũng có khoảng thời gian lý tưởng để xử lý các vấn đề và hiểu lầm trong mối quan hệ. Đừng nghe lời nói ra nói vào của người khác mà tự phá hỏng tình yêu của mình. Hãy lắng nghe điều trái tim mách bảo và tin tưởng vào người ấy. Tài lộc ở thời điểm này nhìn chung vẫn khá dồi dào, nhưng bạn cũng phải chi trả nhiều thứ cho sinh hoạt thường ngày nên khoản tích góp chưa thật sự nhiều. Công việc không có gì đáng ngại, bạn xử lý mọi thứ đâu ra đấy, duy trì phong độ ổn định của mình. Tuy nhiên, sức khỏe trong ngày hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Có hung tinh chiếu mệnh khiến thể trạng sa sút, tuổi Dần có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên cẩn thận khi đi lại, đề phòng tai nạn và vấp bị thương. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Mão. Xem tử vi 19 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, cục diện lục hợp nâng đỡ người tuổi Mão, giúp vận trình ngày mới của bạn thêm rực rỡ. Con giáp này may mắn nhận tin vui cả về tình cảm và tiền bạc trong hôm nay. Nếu có kế hoạch ấp ủ, bạn nên tiến hành trong hôm nay để tranh thủ tận dụng cát khí. Được lục hợp che chở, vận quý nhân trong tháng khá vượng, con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế mà hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Về tài chính, hôm nay dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh, không lo thiếu thốn. Nhưng bạn vẫn nên chi tiêu có kế hoạch, không nên vung tiền, bạt mạng mà nên đề phòng những lúc túng thiếu cần dùng tới. Những ai độc thân hôm nay vận đào hoa ngập lối có cơ hội gặp được tiếng sét ái tình và đắm chìm trong tình yêu. Các cặp đôi hài lòng với mối quan hệ ngọt ngào hiện tại, tình cảm của hai bạn khiến không ít người ghen tị và ngưỡng mộ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Có tam hợp cục độ mệnh, người tuổi Ngọ có một ngày vượng cả tài lẫn tình. Việc kinh doanh buôn bán ở thời điểm này nhờ sự giúp của quý nhân nên suôn sẻ vượt cả mong đợi của bản mệnh. Nhìn khoản lợi nhuận thu về, bạn có đôi chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thu nghĩ đến việc tích lũy và đầu tư để duy trì tài khí thêm vượng. Con giáp này cũng giành được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp cá nhân của mình. Với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn, trở ngại để giành lấy mục tiêu, không ngại khó khăn, cực khổ, chứng minh được vai trò không thể thay thế của mình. Ngũ hành tương sinh giúp các cặp đôi được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu của mình. Tình cảm giữa bạn và người ấy ngày càng thắm thiết hơn, gia đình êm ấm chính là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân.
Có tam hội cục che chở, tuổi thân có nguồn năng lượng tràn đầy, làm việc hết mình, chính vì thế hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Điều này giúp bản mệnh có ngày làm việc tương đối thoải mái và dễ chịu và không gặp phải áp lực hay căng thẳng nào quá lớn. Với màn thể hiện của mình, rất có thể trong thời gian tới, bản mệnh sẽ được giao phó những trách nhiệm mới trong công việc. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chấp nhận thử thách. Đây cũng là thời điểm con giáp này có bước tiến rất lớn trong sự nghiệp. Phương diện tình cảm khá tốt, cát tinh cũng giúp hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ lứa đôi. Cả hai đều chủ động nhận lỗi về mình để gìn giữ tình yêu. Người độc thân nên tích cực tham gia các buổi gặp mặt và cũng sẽ kết bạn với nhiều đối tượng thú vị. Biết đâu trong đó có con giáp này sẽ tìm thấy nửa kia phù hợp với mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, tử vi 19 tháng 11 năm 2023 âm lịch nhận thấy, Dậu Tuất tương hội giúp người tuổi Dậu nhìn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người xung quanh. Bạn đón nhận mọi thứ với tâm trạng vô cùng dễ chịu, đi đâu làm gì cũng có người giúp tận tình, chẳng lo khó khăn. Đây cũng là ngày các mối quan hệ xã giao của bạn rất hài hòa, thích hợp để đẩy mạnh các kế hoạch hợp tác hay ký kết hợp đồng. Bằng sự khéo léo và uy tín của mình, bạn hoàn toàn có thể đạt được những điều mình mong muốn. Chuyện tình cảm lứa đôi cũng không có gì để phàn nàn ở thời điểm này. Người có đôi ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau, tình cảm theo thời gian ngày càng thêm thắm thiết. Người độc thân cũng có cơ hội thay đổi tình trạng hiện tại của mình nếu chịu khó ra ngoài giao lưu nhiều hơn. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất được Tỷ Kiên trợ mệnh nên có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và có lợi cho tương lai của mình. Bạn không ngại đánh đổi để giành lấy thành công, cũng chẳng sợ khó hay sợ khổ. Đó là lý do bạn có thể đạt được những thành tựu như hôm nay. Vận trình tài lộc cũng ở thời kỳ cực vượng, con giáp này có những cơ hội kiếm tiền rõ ràng hơn rất nhiều. Người tuổi Tuất chỉ cần phát huy hết khả năng, chịu thương, chịu khó thì hoàn toàn có thể chiến thắng những khó khăn, chông gai phía trước để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Phương diện tình cảm không phải mối bận tâm chính của tuổi Tuất trong ngày này, nhưng điều đó không có nghĩa bạn bỏ bê không đoái hoài gì tới nửa kia. Dù bận rộn nhưng con giáp này vẫn tranh thủ thời gian để hỏi han và quan tâm tới người ấy, giúp tình cảm luôn bền chặt. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2023 dương lịch, là ngày Mậu Tuất, tháng Giáp Dần năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Bình Địa Mộc, ngày Mậu Tuất thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Canh Thìn và Bính Thìn. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.